Ok, hai chào các bạn nha. Và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stubby Gaming đây các bạn. Ok, ngày hôm nay thì mình là Nobita ha. Đây là Doraemon, Suka, Seiko và Chien. Ngày hôm nay á, thì tụi mình đang có một kế hoạch, đó chính là đi vườn sở thú chơi các bạn. Vì tụi mình á, mới phát hiện ra một cái vườn sở thú nằm ở đây ha. Thì đây á, là một cái vườn sở thú mới mở tên là Tatavia Mountain các bạn. Đây, nó nằm ngay khúc này nè. Ok ha, đây không phải là cái hồ lọc nước ha các bạn ha. Hình như á, là cái hồ lọc nước nó nằm ở đâu, ở bên đây thì phải. Đây, hồ lọc nước thì nó nằm ở bên đây ha. Ê, hình như đây là hồ lọc nước thì phải. What, đúng rồi các bạn ơi. Đây là hồ lọc nước Tatavia Mountain. Tại vì nó có mấy cái đường ống dẫn nước ra ngoài nè. Đây nè, đúng rồi, ok ha. Còn đây á, là một cái hồ gần nhà của Nobita chứ mình quên các bạn ơi, là cái hồ nằm đằng sau lưng nhà mình đấy. Rồi, ok. Ngày hôm nay mấy cái thằng này nó chuyên môn đứng ngay chỗ đường mình chạy ra thì vô, không phải cái bạn là mình cứ đụng nó té lên té xuống. Ok, đây là Suka ha, Seiko, Chien và Doraemon các bạn. Rồi, thì tụi mình đã chuẩn bị đồ ăn, thức uống, rồi xe cộ, đồ ok rồi ha. Bây giờ á, chỉ cần lên xe và let's go thôi các bạn ơi. Đây, ok rồi. Rồi, bây giờ thì lên xe thôi nha mọi người. Đây, làm gì làm chứ mỗi lần đi đâu á, mà đi đủ 5 anh em tụi mình á, thì nó khá là vui các bạn nha. Khá là ok luôn á chứ. Rồi, let's go. Thì á, cái vườn sở thú này á các bạn, mình nghe đâu là họ đầu tư rất là nhiều tiền vô đây ha. Vì đây á, là một cái vườn sở thú đầu tiên ở trong thành phố Los Santos đó các bạn. Tại vì nó nằm ở đây á, thì nó vẫn còn nằm là Los Santos ha. Chừng nào mà nó lên khúc này nè các bạn ơi, nó lên từ cái khúc này lên đây thì nó là San Andres. Còn nằm ở trong khu vực này thì chắc ngang qua nó vẫn là Los Santos các bạn ha. Đấy. Mà mình không hiểu sao tự nhiên á, mở một cái vườn sở thú lại mở ở trong cái hồ lọc nước như vậy. Mình không hiểu luôn. Ôi, cái nhà này ngày hôm nay nó làm gì ta? Nó che mấy cái tấm gì vậy? À, chắc nó che mấy cái tấm này á để bảo vệ cho cái hàng cây ở bên dưới của nó ha. Chắc mình nghĩ là như vậy á. Rồi, ok. Tiếp tục thôi mọi người. Quẹo này. Let's go. Đây các bạn. Ê! Trời ơi, mặc dù là mình đã né lắm rồi đó nha, nhưng mà vẫn quẹt vô xe của thằng kia các bạn. Thật là chết tiệt. Đi thôi. Rồi, với lại đây cũng là lần đầu tiên mà Nobita, Doraemon, Chien, Seiko và Suka đi vườn sở thú ha. Chứ lúc trước thì họ chưa đi cái vườn sở thú nào hết trơn hết á. Đây là lần đầu tiên. Lại đèn đỏ nữa cho bạn ơi. Trong thành phố này nó cực nhiều đèn đỏ luôn ha. Đây là đèn đỏ nè. Thôi mình Nobita chạy lúc nào cũng ok nên là mình tông luôn các bạn ơi. Mình tông luôn cái đèn xanh này coi thử cho nó chạy sao. À, vẫn còn cái đèn bên kia các bạn ơi. Tại vì bình thường ở đây thì nó có tới hai cái đèn, một cái đằng trước và một cái đằng sau ha. Một cái bên đây và một cái bên kia. Đấy. Ấy. Ờ đúng rồi các bạn ơi, mình tưởng đâu mình chạy lộn đường chứ. Vẫn chạy đúng đường ha, vẫn còn ok các bạn. Đây, anh này vừa mới đụng đến chiếc xe tải các bạn ơi. Các bạn coi nó chạy là hài lắm các bạn. Chiếc xe tải anh ta đậu về, tao có chạy đâu mà chạy cũng đụng đít người ta được nữa. Mà đụng xong bỏ chạy luôn ha mọi người. Đụng xong rồi cái bỏ chạy luôn, không đứng lại giải quyết cho anh ta luôn. Thật là tò shit thật chứ chứ. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị lên dốc để vào cái hồ nước này thôi mọi người. Go. Này lên dốc luôn ha. Rồi trường té xuống là không thấy mặt mũi luôn nha. Đây các bạn, đây chính là con đập nước kìa các bạn ha. Rồi con đập nó cao dở lắm các bạn, tại vì các bạn chạy lên núi mà, cho nên là các bạn thấy nó cũng không cao lắm ha.
Nhưng mà khi nhìn xuống cái này các bạn coi nè, trời ơi, nó giống như là đứng từ trên trời mình nhìn xuống dưới hả, dưới đất vậy. Đây các bạn, nhìn vậy thôi chứ nó cao lắm đó nha. Các bạn đứng vậy thôi là các bạn nó ngang ngang mấy tòa nhà cao mấy chục tầng ở bên kia rồi đó không. Rồi ok, tiếp tục đi vô thôi mọi người. Quẹo nè, eo, quẹo. Trời ơi, tông gãy cây kia luôn mới ghê chứ. Đây các bạn ơi, hình như là ở đây nè. Nhưng mà cái cổng thì nằm ở bên kia các bạn ha. Wow, trời ơi, ai làm sở thú mà đẹp dữ vậy trời. Lần đầu tiên mình đi sở thú như thế này luôn á. Sở thú đẹp phải. Đây các bạn, đây sở thú này có tên là Chiboli. Chiboli ha, bắt he các bạn ơi. Rồi đi vô thôi. Ê, người ta ở đây đang đứng làm gì bên đây nè. Mọi người đứng hình như là chờ mua đồ ăn hay sao ấy. Quái đông vãi các bạn. Giờ đây là ngày đầu tiên nó khai trương mà. Đây nè, mua bánh donut đồ. Rồi mua nước ngọt rồi kiểu ha. Đây còn có hot dog nữa các bạn. Họ làm hot dog của nguyên chó luôn nè. Hình nguyên chó, nguyên đầu chó luôn. Nằm người hình cu te vãi nồi. Đây là bán trái cây ha. Rồi đi vô thôi. Wow, nhưng mà ở đây thì do nó mới mở các bạn ha, cho nên là nó cũng chưa có hoàn thiện được 100%, chắc là mới được 99,9% thôi. Nhưng mà vậy cũng quá ok ha. Đây nè. Ôi ui, bên đây là con rồi đây. Bên đây là mấy con khỉ các bạn ơi. Đây các bạn có thấy những gì mình đang thấy không? Đây là mấy con khỉ à. Ê, xin lỗi anh trai, em đã đụng anh trai. Em ăn khỉ các bạn, trời ơi. Có cả trái cây ở trong đây đó cả. Ơi sao mấy khỉ đứng im ghê vậy? Để mình xem thử nha. Trời ơi, khỉ chăng dữ các bạn ơi. Nè, ở đây còn có cả trái cây nữa nè. Đây nè các bạn, đây có chuối nữa nè. Vãi. Trời ơi, vườn sở thú nhìn đẹp vãi các bạn. Xin lỗi anh trai, xin lỗi anh trai. Để mình đi xem mấy cái lồng bên kia thử xem như thế nào nha. Ở đây mình có đường đi qua nè. Bên đây là cái gì đây? Bên đây là con gì đây các bạn? Ồ, bên đây là mấy con báo các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy ở trước mặt của mình nè, bên đây là mấy con báo ha. Đây, mấy con báo nằm ở trong đây nè. Đấy. Ui ui, nhìn ghê vãi các bạn ơi. Các bạn có nghe tiếng nó gầm gừ không? Đây, mấy con báo ha. Không biết mình lọt đây chắc là mình chết luôn á. Mấy con báo nó xé mình ra từng mảnh luôn á. Đầy báo rồi nè các bạn. Bao đời bao đốm. Rồi, mình đi bắt đầu đi qua mấy chuồng khác rồi các bạn ơi. Chuồng bên đây, à chuồng bên đây là tinh tinh các bạn ha. Đây, mấy con tinh tinh màu đen. Chuồng bên kia là mấy con khỉ, còn chuồng bên đây là mấy con tinh tinh màu đen ha. Đây. Đấy. Và hay nhốt cả tinh tinh trong đây luôn. Giờ đi qua bên kia thôi mọi người ơi. Đây là chuồng vậy đây. Thôi mình chưa thấy con gì nha. À, chuồng bên kia là mấy con sư tử, còn chuồng bên đây á là hình như mấy con chó sói các bạn. Đúng rồi, mấy con chó sói nha. Đây nè. Đấy. Đây là mấy con chó sói ha. Còn chuồng bên đây là chuồng gì đây? What the fuck, chuồng bò. Uầy. Này là này hình như là bò sữa mà. Uầy, bò sữa không bỏ đây để ta tham quan nữa mấy ba. Bò sữa nó quá bình thường rồi, bỏ đây làm gì vậy? Bò sữa ở chạy bò có đầy mà. Đây là vườn sở thú để mình thăm những con thú á mà mình chưa có được gặp ở ngoài đời nhiều các bạn. Mấy cái bò sữa này bình thường mà. Trời ơi, còn chuồng bên đây thì sao đây? Uầy, có con heo nữa các bạn. Uầy, sở thú mà bò giống heo đây làm gì ta? Wow, trời ơi, bên đây là ai vậy? Thôi, hình như bên đây hình hài
và màu sắc là của một con báo. Nhưng mà cơ thể là của một cô gái các bạn ơi. Quay cái này lần đầu tiên mình mới thấy luôn á các bạn ạ. Trời ơi, đây không lẽ là người báo trong truyền thuyết hả? Đây này các bạn ơi. Quay, đây có thể là người báo trong truyền thuyết ấy. Nhìn cô ấy nhảy múa nè. Leo được không ta? Ây da, leo được. Ây, chết cha. Ây da, chết cha. Ây da, chết rồi. Cứu tôi với. Ây da. Chết rồi, chết tôi. Help me, trời ơi, tôi lỡ lạc vô cái chuồng báo của một cái cô nàng nào đó rồi. Cô ơi. Đây. Ây da, trời ơi. Sao cô nàng này á lại thoát được ra ngoài vậy? Ủa, mấy người anh em của mình đâu rồi? What the hell? Help me. Trời ơi, tính ra nãy giờ tụi nó không đi theo mình luôn á. Mọi người, ê, hồi nãy tôi thấy một cô gái mang hình hài của một con báo. Nãy mình lỡ hả leo trong đó, bây giờ nó tấn công các bạn ơi. Coi các bạn coi, chân tay nó đều bị xích dây xích kìa. Sao nó lại thoát khỏi được cái lồng đó chứ? Đây là cô báo gì vậy? Ở đây là, đây là người thiệt hay là một con báo vậy các bạn? Hay là người giả báo để vô đây câu view câu like nữa kiểu ha? Đây là vườn sở thú dành cho động vật mà, tại sao lại có người trong đây? Ấy, có khi nào cô này là một người báo biến đổi gen không các bạn? Này, xém nữa là chết trong đó rồi. À, bên đây là cái hồ lọc nước nữa các bạn ơi. Ơi, đó quýnh Suka kìa. Người báo giống quýnh Suka hả? Suka là kìa rết với Nobita mày. Dám quýnh hả mày? Dám quýnh Nobita hả mày? Mày dám quýnh Suka? Mày dám quýnh bạn của tao hả? Người báo kìa. Này người báo. Này người báo. Mình không leo ra kịp á là cô gái người báo này chắc ăn thịt mình trọng luôn rồi đó. Mình không chả biết là báo thiệt hay là người giả báo nữa. Hay là báo đời, báo đớm gì đây. Ê, có anh cha này, anh cầm súng cái này các bạn. Rất là hợp lý luôn ha. Cầm súng á, để có gì mà có vụ việc gì xảy ra, anh có thể là, ê, anh trai, anh bảo vệ ơi, có cô người báo nên tấn công của tôi kìa, bắn nó đi, bảo vệ. Bảo vệ sao không bắn hết trơn vậy? What the? Trời, cầm nguyên cái súng luôn mà, không biết làm gì hết trơn cái đó. Người báo tấn công của tôi kìa. À, vậy là chắc phải để tụi mình tự giải quyết con này người báo này rồi các bạn ơi. Bảo vệ đứng như trời trồng mà. Có bảo vệ em gì không? Có bảo vệ em gì không nè? Có bảo vệ em gì không? Có bảo vệ em gì không à? Bính té núi luôn các bạn. Bính té núi luôn, bính mày. Nè. Chết đi. Trời ơi. Trời ơi, chạy anh nó quýnh mà chân nó run như chạy sấy luôn kìa mọi người. Chết đi nè. Chết đi. Quýnh mày nè. Mày. Quýnh à. Quýnh. Trời ơi. Xài tàn ngắn ở quýnh nữa mà trúng báo này các bạn ạ. À. Báo trâu quá vậy? À mình quên, tại đây là người báo mà. Trời ơi, đập. Chai en bự gì mà đập một phát một nằm lăn hai vòng luôn các bạn ạ. À. Người báo mày. Mày là người báo, quýnh Soka là mày xong rồi. Mày quýnh Soka là mày xong rồi. Chết đi. Chết đi nè. Người báo. Quay hình như con này người báo thì chết rồi đó các bạn à. Đúng rồi, chị chết rồi mọi người ơi. What the fuck. Tai có móng vuốt luôn nè các bạn ơi. Có đuôi nè. Quay chân có móng như báo vậy. Khẳng định đó, đây là một cô nàng người báo các bạn ha. Chứ không phải là người giả báo. Đây nè. Mắt cũng mắt báo luôn nè. Rồi, đuôi các kiểu nè. Ui, tại sao ở trong cái khu vườn này lại nuôi những con báo như vậy? Rồi để
Mày bảo vệ, mày bảo vệ. Sự việc xảy ra đứng như trời trồng, không quan tâm gì hết luôn các bạn ơi, mình có súng rồi. Mày bảo vệ, bảo vệ. Trời ơi, mở cái vườn sở thú rồi để nguyên người báo này luôn. Nếu mà tụi mình không biết á, là nó giết hết hả tụi mình luôn rồi sao, đúng không? Với lại nó có thể là gây nguy hiểm cho những người mà khi tham quan cái vườn sở thú này nha mọi người. Mọi người ơi, đi đi. Vườn sở thú này khá là nguy hiểm đó. Rồi, ông mày đi luôn các bạn. Rồi, kệ đi ha. Coi như là mình tiêu diệt được cô nàng người báo này thì cũng trừ được một cái mối hiểm họa trong đây rồi. Khá là ok rồi đấy các bạn. Đây nè. Rồi ha, ok các bạn ha. Và như vậy thì video này của mình xin tạm kết thúc tại đây nha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video clip này của mình. Nếu các bạn thích thì hãy nhớ một like, một subscribe. Nếu như các bạn có yêu cầu lại ý kiến thì các bạn comment ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì mình là Stormy Gaming, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Bye bye.